Cô chào em, chúng ta cùng học về thức giả định, subjunctive. Thức giả định là một kiến thức nâng cao trong tiếng Anh và chúng ta đôi khi là đã học liên quan đến công thức này rồi, thế nhưng mà chưa phân biệt được và chưa gọi tên được cái kiến thức này. Vậy trong bài học hôm nay, cô sẽ cung cấp cho các em tất tần tật kiến thức liên quan đến thức giả định này và chúng ta có thể phân biệt được đâu là giả định và đâu không phải là thức giả định nhé. Thứ nhất, về cách sử dụng của thức giả định chúng ta cần nắm như sau. Thức giả định dùng để yêu cầu người khác làm gì? Khi học về động từ nguyên thể có to, chúng ta có một số động từ dùng để yêu cầu người khác làm gì, chẳng hạn như động từ gì? Ask, tell, request, order somebody to verb. Nhưng đó không phải là công thức thức giả định. Vậy trong bài hôm nay chúng ta phải xem là cái công thức thức giả định nó khác như thế nào với việc sử dụng động từ nguyên thể có to đấy nhá. Thứ hai, dùng để nói về lời chúc liên quan đến sức mạnh siêu nhiên, chẳng hạn liên quan đến Chúa Trời này, Thượng Đế này, vân vân. Hoặc là thức giả định dùng để nói về các sự việc không có thật ở hiện tại hoặc không có thật trong quá khứ. Vậy chúng ta đi lần lượt tất cả các công thức liên quan đến các cách sử dụng này nhé. Đầu tiên, dùng để yêu cầu người khác làm gì. Chúng ta có 3 loại, thứ nhất là với động từ, là với tính từ, là với danh từ. Với động từ thì chúng ta có các động từ advise, ask, require, insist, order, decree, command, reveal, demand, request, prefer, stipulate, recommend. Đấy là một số động từ. Chúng ta để ý ví dụ này. I demand that she be allowed to be free now. We recommend that he go with it. Chúng ta có này. Các động từ cô vừa đọc, trong đó ở ví dụ này có demand, recommend, đúng không? Nằm trong mệnh đề chính. Thế còn trong mệnh đề dạng, để ý động từ màu vàng, trong mệnh đề giác, động từ sẽ sử dụng ở dạng nguyên thể không tu, đúng không? Nguyên thể không tu. Câu 1 chúng ta dịch là: tôi đề nghị rằng cô ấy được phép nghỉ ngơi bây giờ, chẳng hạn thế. Thế thì trong câu này, đề nghị cô ấy, đề nghị người khác làm gì, đúng không? Thứ hai, ví dụ thứ hai, chúng tôi đề nghị rằng, đề xuất rằng anh ta đi cùng chúng tôi, đề xuất ai làm gì. Đấy, thế thì, đấy nhá, động từ ở mệnh đề dạng luôn ở dạng nguyên thể, đấy là cấu trúc thức giả định. Tiếp theo với dạng tính từ, chúng ta có được tính từ như advice, vital, desirable, urgent, essential, crucial, required, proposed. Đấy, có một số tính từ thể hiện như lời khuyên hoặc sự cần thiết hoặc cấp thiết thì chúng ta cũng có cấu trúc thức giả định. Chủ ngữ to be, tính từ, sau đó là mệnh đề that, được chưa? Luôn là chủ ngữ to be, tính từ, sau đó là mệnh đề that. It is necessary that he find the books. It is necessary that he not find the books. Đấy, mệnh đề that cũng ở dạng nguyên thể không tu. Tiếp theo với dạng danh từ, demand, preference, request, proposal, command, suggestion, cũng tương tự. Cứ có các danh từ này ở mệnh đề chính thì mệnh đề giác động từ cũng không chia, be không chia này, đúng không? Be không chia, chủ ngữ là you, vẫn là nguyên thể be. Đấy là thứ nhất, yêu cầu người khác làm gì. Thứ hai, trong lời chúc, chúng ta có God bless you, Chúa ban phước lành cho bạn. Đấy, lời chúc. Để ý này, động từ bless, nguyên thể không tu, cho dù là có chủ ngữ là God hay không. Đấy, chủ ngữ là God như là số ít, đúng không? Nếu mà ở thì hiện tại đơn thì bless phải thêm es, đúng không? Thế nhưng mà với lời chúc trong thức giả định, bless nguyên thể cho dù chủ ngữ là gì. Haven, habits, cũng tương tự, have, nguyên thể.
God save the Queen. Hay Long live Vietnam. Long live Lee Nguyên Thể. Việt Nam muôn năm đấy. Heaven forbid. Long live the Communist Party Vietnam. Đấy, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Leave cũng nguyên thể. Success attend you. Attend nguyên thể. Curse it proud. Curse nguyên thể. God be with you. God be with you. Có nghĩa là goodbye đấy, đúng không? Đấy, tạm biệt. Chúng ta không nói goodbye, chúng ta có thể nói God be with you. Come what may, I always support you. Cho dù thế nào đi chăng nữa, mình luôn luôn trợ giúp bạn. Come what may cũng là cái sử dụng trong thức giả định, lời chúc. If need be, I can give you the answers. Nếu cần thiết, need nguyên thể. Sau it, need vẫn nguyên thể. Đây là dạng thức giả định, được chưa? Nếu cần thiết, mình có thể cho bạn câu trả lời. Đó là lời chúc. Cách sử dụng thứ ba là gì? Diễn tả sự việc không có thật ở hiện tại hoặc không có thật trong quá khứ, chúng ta có như sau. Trong câu điều kiện, chúng ta có điều kiện loại 1 không phải giả định, nhưng loại 2, loại 3 chính là giả định. Loại 2 chẳng hạn, if I had a lot of free time, I would go swimming. Nếu mình có nhiều thời gian rảnh rỗi, mình sẽ đi bơi. Nhưng sự thật ở hiện tại là mình rất là đang bận rộn đây, không có thời gian đi làm gì cả, không có thời gian giải trí gì hết. Thế thì không có thật ở hiện tại thì chính là giả định. Được chưa? Lưu ý là các dạng câu giả định nói chung, động từ to be cho tất cả các ngôn là were. Câu điều kiện loại 3 hay là không có thật, điều kiện không có thật ở quá khứ. If he had had a lot of money, he would have bought a bigger house. Có nghĩa là gì? Nếu mà anh ta có nhiều tiền, anh ta sẽ mua một căn nhà lớn hơn. Nhưng thực sự là gì? Anh ta có ít tiền và căn nhà của anh ta thì nhỏ, không có thật gì. Ở quá khứ anh ta đã mua nhà rồi nhưng mà nhà đấy là nhà nhỏ, đúng không? Đấy, không có thật trong quá khứ. Muốn, ước muốn thay đổi sự thật ở quá khứ thì đôi khi người ta sử dụng câu điều kiện loại 3 để thể hiện sự mong muốn đó. Tiếp theo. As if, as though, như thể là. Đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ gì? Cách thức, đúng không? Cách thức ở hiện tại hay là có thật ở hiện tại thì chúng ta sử dụng không phải là thức giả định. Chẳng hạn, it looks as if it's going to rain. Trời có vẻ như là sắp mưa. Đấy. Thế ở đây chúng ta ví dụ như là khi đứng ra ngoài trời thấy có mây mù này, có gió nổi lên này, có sợi chớp chẳng hạn. Đấy, thế thì chắc chắn là sắp mưa đến nơi rồi, thì cái đấy không phải là thức giả định, được chưa? Thế còn không có thật ở hiện tại, ví dụ như là he behaves as if he were the owner. Anh ta cư xử như thể là anh ta là chủ nhà. Đấy, nhưng thực sự anh ta không phải chủ nhà đâu. Sự thật ở hiện tại là anh ta không phải chủ nhà đâu, anh ta chỉ cư xử giống như chủ nhà thôi. Đấy, thì không có thật ở hiện tại thì chính là giả định. He talks as though he knew where she were. Anh ta nói như thể là anh ta biết cô ấy ở đâu. Đấy, nói như vậy thôi, nhưng thực sự anh ta không biết gì đâu. Hiện tại là anh ta không biết gì cả. Anh ta chỉ nói như vậy thôi, nói khoác như vậy thôi. Đấy. Tiếp theo, không có thật trong quá khứ. He talks about London as if he had been there. Anh ta nói về London như thể là anh ta đã tới đó. Anh ta cũng nói khoác, anh ta chưa bao giờ đến đó cả. Đấy, chưa bao giờ đến đó cả. Thế nhưng mà anh cứ ta nói có vẻ rất là lưu loát về London như thế. Thế chứ ở đây là không có thật trong quá khứ thì chúng ta phải sử dụng để chính là thức giả định. Tiếp theo, với which thể hiện sự mong muốn. Mong muốn ở hiện tại có công thức là I wish to verb, I wish to make a complaint. Mình muốn gì? Ở đây là mình muốn, giao dịch là muốn, mình muốn phàn nàn. Mình muốn phàn nàn, tôi muốn phàn nàn. Đấy, thì ở đây là không phải giả định. Thế nhưng mà không có thật ở hiện tại chẳng hạn. I wish I knew his address. Mình muốn là
Mình biết, mình ước là mình biết địa chỉ của anh ta. Nhưng sự thật là mình không biết đâu, không biết gì cả. Đấy, thế chính là thức giả định đấy. I wish I could drive a car. Mình ước là mình có thể lái xe hơi, nhưng sự thật là hiện tại là mình không lái được đâu. Đây chỉ là ước thế thôi. Chưa? Không có thật trong quá khứ, ví dụ như là I wish that I hadn't spent so much money. Mình ước rằng là mình không tiêu nhiều tiền. Nhưng sự thật là gì? Mình đã vung tay, quá chán, tiêu rất nhiều tiền rồi. Đã tiêu rồi, đã mua nhiều thứ rồi. Bây giờ, hối hận, ước lại là không tiêu. Thế nhưng mà, cái này là không có thật, không xảy ra được đâu. Tiếp theo, với if only. Thứ nhất là thể hiện sự hy vọng. Hy vọng thì không phải giả định. If only he comes in time. Hy vọng là anh ta đến đúng giờ. Hy vọng là đến đúng giờ. If only he will listen to her. Hy vọng là anh ta sẽ nghe lời cô ấy. Đây thì ở đây là không phải là giả định. Không phải giả định. Ước là ai đó làm gì. Ở này liên quan đến tương lai rồi đúng không? Tiếp theo là thể hiện sự hối tiếc hiện tại hay là không có thật ở hiện tại đấy. Chúng ta có if only he didn't smoke. Giá mà anh ta không hút thuốc. Thì sự thật là anh hút thuốc rồi. Cái này chỉ là mong muốn cái sự thật này không xảy ra hiện tại thôi, đúng không? Nhưng mà đây là dạng giả định. Những cái việc, tất cả những cái việc này không có thật ở hiện tại, có nghĩa là không xảy ra, không có hiện tại đâu. Trái ngược với sự thật hiện tại đấy. If only he were here. Giá mà anh ta ở đây. Were đi với he. Đấy, tất cả các dạng giả định thì to be luôn là were. Chủ số ít, số nhiều, không đến được, đều là were hết. Giá mà anh ta ở đây. Nhưng sự thật không phải, anh ta không ở đây đâu. Đấy, if only he would drive more slowly. Giá mà anh ta gì? Sẽ lái xe chậm hơn. Đấy, nhưng mà sự thật là gì? Anh ta đang lái xe nhanh đây, đúng không? Rất là nguy hiểm đây. Đấy, cái này chỉ là ước hay là muốn thay đổi sự thật ở hiện tại thôi. Thế còn tiếp theo, sự hối tiếc trong quá khứ có nghĩa là không có thật trong quá khứ. If only he hadn't said these words. Ước rằng hay giá mà là anh ta không nói những cái lời đó. Giá mà anh ta không nói lời đó, nhưng mà sự thật là gì? Anh ta đã nói rồi. Bây giờ là ước là không nói cái lời đấy ra. Không nói cái lời đấy ra. Không có thật trong quá khứ. Tiếp theo với would rather hoặc would sooner. Chúng ta dịch là gì? Thích là muốn. Mong muốn là hiện tại. I would rather read books than play sports. Mình thích gì? Đọc sách hơn là chơi thể thao. Thích đọc sách hơn là chơi thể thao. Đây là thích cái này hơn cái kia ở hiện tại. Không phải thích giả định. Thế còn, thích là cái gì đó trong quá khứ cũng không thích giả định. We went by car, but I'd rather have gone by air. Mình gì? Chúng mình đi bằng xe hơi. Nhưng mà mình thích gì? Đi bằng máy bay. Đây là chỉ là thích thôi, thích đi trong quá khứ thôi. Thế thì cái này cũng không phải là giả định. Thế còn, muốn người khác làm gì? Mong muốn người khác làm gì thì lại là thức giả định. He would rather that I not take this train. Not take. Thức giả định. Not take. Mệnh đề that. Không chia. Từ nguyên thể không chia ở dạng hiện tại. Nói về cái việc ở hiện tại là động từ không chia này. She would rather that he didn't paint it. Cô ấy thích hay là cô ấy muốn anh ta không sơn nó. I would rather that she hadn't told lies. Mình muốn rằng là cô ấy không nói dối. Nhưng cái việc này là gì? Việc nói dối là xảy ra rồi. Thì là muốn là không nói ở trong quá khứ. Được chưa? Đây chính là các dạng thức giả định với would rather hoặc would sooner. Cái cuối cùng đó là thức giả định về cấu trúc. It is high about time. Đã đến lúc. Đã đến lúc làm gì? Nghĩa là đã đến giờ làm gì rồi đấy. Thì chúng ta có cấu trúc này. It is high about time for somebody to work. It is time to start. Đã đến lúc khởi hành rồi. It is time for us to go. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi.
Đấy, đến lúc đến đúng giờ phải đi phải làm rồi thì chúng ta dùng. Đây là không phải dạng thức giả định. Thế nhưng mà đến lúc đấy là muộn rồi, hơi muộn một chút rồi thì lại là giả định. Thì chúng ta để ý này, với it is time, sau đó là mệnh đề, sau đó là một mệnh đề, thì là mệnh đề, đúng không? Mệnh đề thì là dạng thức giả định. It is high time I was at the office. Đấy, chỗ này. It is time, it is high time, it's about time. Sau đó là mệnh đề thì là thức giả định. Còn ở câu trên là gì? Do verb, đúng không? Do verb thì không phải giả định. Ở dưới là mệnh đề thì sẽ là giả định. Đó là toàn bộ kiến thức về thức giả định, bao gồm cách sử dụng là gì? Đề nghị người khác làm gì hoặc yêu cầu người khác làm gì. Thứ hai là lời chúc. Thứ ba là nói về cái việc không có thật ở hiện tại, không có thật trong quá khứ. Và đây, đã làm cái việc gì đó hơi muộn rồi đấy. Đấy là toàn bộ kiến thức về giả định nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Nếu các em thấy hay thì chia sẻ cho các bạn cùng học và bấm nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất của cô nhé. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo. Bye bye!